Xin chào tất cả anh em. Vừa rồi thì em có mua lên một cây Katia bọc vàng, một cái sản phẩm nó khá là phổ thông. Thì hôm nay thì cũng rất là lâu rồi em mới mua một cây Choromax, nó khá là hiếm. Một cây Choromax bao zin, nó có cả khăn zin nữa. Và đây là cái dáng ba cầu của nó, rất là đẹp. Đây là cái dòng Automan mắt B20, tình trạng của nó size 58, rất là đẹp. Trên này em bán với lại giá là 9 triệu. Giao lưu của mấy anh em. Đây là một trong những cái chiếc mà nó rất là hay để anh em đi lái xe. Bởi vì ví dụ như trời vào thu rồi, đối với anh em miền Bắc thì trời vào thu thì nó sẩm tối. Đeo những cây này nó kích sáng, đeo rất là thích. Đặc biệt cái dòng ba cầu thì anh em nhìn cái giá nó rất là khỏe, khỏe hơn rất là nhiều. Đeo rất là hay. Mắt B20 này anh em biết rồi, nó là một trong những dòng rất là cao cấp mà của dòng Ray-Ban Mỹ. Thời gian vừa qua rất là nhiều anh em hỏi các dòng về Choromax, tuy nhiên thì sản phẩm này mua được nó cũng khá là ít. Đối với những cái sản phẩm về Choromax khác nó loanh quanh khoảng 4-5 triệu, những cái dáng nó vuông ấy, thì có lẽ là anh em lại không thích nhiều bằng những cái dáng như thế này. Đứng những cái dáng Automan ba cầu như này nó rất là khỏe. Đối với những cái dáng Aviator hai cầu thì nó cái trông nó sẽ không khỏe và nó không có điểm nhấn bằng so với những chiếc ba cầu như thế này. Chiếc này thì em bán với lại đúng giá là 9 triệu rồi để giao lưu của anh em. Bởi vì cái kính nó cũng khá là ít khi mua được. Còn về giá cả hay là về mọi thứ thì anh em tham khảo trên thị trường. Trên thị trường bán rất là nhiều những cái kính như thế này. Anh em tham khảo và thấy cái điểm nào hợp lý thì anh em giao lưu. Bởi vì những ngày vừa qua thì em cũng thấy một vài anh là khá là đả kích ở trên kênh của em, ví dụ như là kính Aviator hay là một vài cái kính khác thì thà mua mới còn hơn có bảo hành. Ví dụ các anh comment như thế thì việc đấy em đồng ý, bởi vì là anh em tiền ở túi anh em mua hàng mới, mua ở shop lớn có uy tín, có bảo hành, việc đấy em đồng ý, bởi vì là những cái đấy là Ray-Ban Ý và thậm chí nó còn rất rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với Ray-Ban Mỹ cơ. Ray-Ban Ý anh em 3025 Aviator thì nó loanh quanh khoảng 3 đồng thôi. Ví dụ Ray-Ban Mỹ thì nó loanh quanh khoảng 4 đồng rưỡi 5 đồng ví dụ thế. Hoặc là những cái cây như thế này thì chắc chắn là của Ray-Ban Mỹ nó đắt hơn rất là nhiều. Còn đắt hơn tại sao hay vì sao như nào thì có lẽ là anh em nên tìm hiểu thì nó sẽ rõ hơn, đắt hơn là ông bán hàng bán đắt hơn chẳng hạn, ví dụ thế này. Hay là cái kính nó có cái hiệu suất hiệu năng nó tốt hơn này, hay nó có nhiều lý do khác nhau. Cái việc đấy là nó do cái nhận thức của mỗi người, cho nên là em cũng cuộc chơi nó mở, mình bán sản phẩm nó rất là rõ ràng, giá cả nó rất là công khai, anh em tham khảo thị trường và tự tay anh em rút tiền ra, cái việc đấy nó rất là vui, bởi vì mọi thứ nó công khai và mọi thứ nó là cuộc chơi mở, nó không có cái gì phải giấu giếm, nhất là những cái comment nó tiêu cực ở dưới cái bài của mình không bao giờ mình phải ngại cả, bởi vì đấy không phải là cái tệp khách hàng của mình. Mình bán cho rất là nhiều người và mình sẽ chọn cho một cái mình cho một cái tệp khách hàng riêng phục vụ hướng tới, chứ không phải mình phục vụ tất cả. Cho nên là những cái sản phẩm như thế này là cũng hy vọng mà được giao lưu với những anh em mà biết đồ biết chơi. Vâng, xin cảm ơn anh em.